Tinh Tinh, những kẻ thông minh nhất thế giới động vật, sắp bước vào cuộc chiến lật đổ vương quyền. Tận dụng trí khôn siêu phàm nơi hoang dã, chúng đang dùng những vũ khí thô sơ để thi triển bạo lực. Rốt cuộc, nguyên nhân là đến từ đâu? Tính đến thời điểm hiện tại, nó là kẻ mạnh nhất ở đây. Trên cương vị thủ lĩnh, nó dẫn dắt bầy đàn qua bao mùa lá đổ cũng chẳng còn nhớ. Một cái lướt qua thế này, nó đủ biết bao nhiêu thế lực muốn trỗi dậy. Kẻ đang tần tảo chăm sóc nó là một anh bạn tốt. Ít ra, nó còn chút an ủi khi vẫn còn một đồng minh. Nó trầm tư suy nghĩ như kẻ cầm quân đang bàn thế sự. Quá khứ ùa về khơi dậy viễn cảnh cũ kỵ. Cái thời oai hùng, nó và anh em của nó đã lật đổ cựu vương. Giờ nó cảm thấy mình chẳng khác gì cựu vương khi xưa. Nhưng cuộc chiến chưa trỗi dậy, nó vẫn còn cơ hội để chiến thắng bằng cờ. Những con cái trong đàn đang bước vào mùa kết đôi. Đây là thời điểm thích hợp cho chiến tranh nội bộ bùng nổ. Nếu các con đực trẻ trong đàn không lật đổ được thủ lĩnh, thì chỉ một mình thủ lĩnh mới được quyền giao phối. Nếu cuộc lật đổ thành công, Tinh Tinh cái sẽ chấp nhận giao phối với rất nhiều tinh tinh đực. Khi không còn kiểm soát của kẻ mạnh nhất, sự kết đôi sẽ trở nên phóng thoáng hơn bao giờ hết. Việc các con đực chạy theo con cái đã cho thủ lĩnh biết từ khắc chiến tranh bắt đầu. Nó luân chuyển trên cây để phô trương sức mạnh trước những kẻ trỗi dậy. Những con đực trẻ đã liên minh từ rất lâu, chúng xem đây là cơ hội tốt. Thủ lĩnh cầm khúc cây lao tới như một vị tướng cầm đao. Nhóm trỗi dậy tập trung lại để áp đảo thủ lĩnh. Sự hỗn loạn thấy rõ, ồn ào một cánh rừng rộng lớn. Thủ lĩnh tuy có mạnh, nhưng nó hoàn toàn đơn độc. Nó liên tiếp đấu với những kẻ trỗi dậy. Áp đảo về quân số, nhóm trỗi dậy vây chặt thủ lĩnh lại. Những lực đánh mạnh khủng khiếp từ tay và cắn từ miệng. Một đêm tang thương của kẻ hùng mạnh nhất. Thời của thủ lĩnh đã hết. Nhóm trỗi dậy đã chiến thắng.